cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay, vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Hình thái thời tiết này kéo dài nhiều ngày ở Bắc Bộ. Từ đêm mai ngày 5 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong khi đó, hôm nay, Quảng Nam đến Bình Thuận tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ. Nam Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tây Bắc Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và Tây Nguyên có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Từ ngày 5 tháng 5, nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên khả năng sẽ kết thúc. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, theo thông tin cập nhật mới nhất từ giới chức Brazil, thảm họa mưa lớn và lở đất tại miền Nam nước này đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và 60 người mất tích tính đến ngày 3 tháng 5. Tổng thống Brazil đã có mặt tại vùng thiên tai để thị sát tình hình trong bối cảnh chính quyền bang Rio Grande do Sul đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hàng chục người mất tích trong đống đổ nát của những ngôi nhà, cầu và đường xá bị sập. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, như thường lệ, là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8,
tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến nam cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Thưa quý vị, mới đây, ông Lò Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triềng Chăn, huyện Mai Sơn, Sơn La cho biết, trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút trút xuống địa phương vào ngày 2 tháng 5 đã khiến gần 600 ngôi nhà bị tốc thùng mái. Được biết, đây là trận mưa đá thứ tư xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La trong năm nay. Theo đó, trận mưa đá xảy ra khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 5, những viên đá to bằng nắm tay trút xuống 7 trên 14 bản, tập trung nhiều ở khu vực trung tâm xã Triềng Chăn. Đây là trận mưa đá thứ tư trút xuống tỉnh Sơn La trong năm nay. Ngoài nhà cửa của người dân xã Triềng Chăn bị hư hỏng, trận mưa đá còn làm vỡ bờ ao, thiệt hại khoảng 6 hecta hoa màu. Rất may không có thiệt hại về người. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại sau mưa đá. Theo báo cáo cập nhật của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Nghệ An, mưa kèm theo dông, lốc, sét xảy ra từ đêm ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 đã gây thiệt hại cả về người và tài sản. Cụ thể, một người dân ở Yên Bái thiệt mạng và một người ở Thái Nguyên bị thương do sét đánh, 2.538 ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái, 5.092 hecta lúa hoa màu rừng trồng bị ảnh hưởng thiệt hại, 659 con gia súc gia cầm bị chết, 30 công trình giáo dục văn hóa bị hư hại tốc mái, 72 cột điện gãy đổ, 174 công trình phụ trợ, chuồng trại bị hư hại và một số thiệt hại khác. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã thăm hỏi gia đình có người chết và huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa nhà cửa sớm ổn định cuộc sống. Không chỉ tại Sơn La, trận mưa kéo dài gần 3 giờ đồng hồ tại Thừa Thiên Huế vào tối ngày 2 tháng 5 sau nhiều ngày xảy ra nắng nóng lịch sử đã gây ra không ít thiệt hại về nhà cửa. Mưa kèm theo dông lốc đã làm ngôi trường bị tốc mái, 263 em học sinh ở Thừa Thiên Huế phải nghỉ học. Sáng ngày 3 tháng 5, ông Lê Văn Hổ, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Lương 1, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nhiều phòng học của trường bị tốc mái do dông lốc. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2 tháng 5, mưa kèm theo dông lốc xảy ra khiến cho mái lợp của 6 phòng học tại trường bị thổi bay. Ngoài ra, hệ thống cửa sổ, cửa chính, bàn ghế bên trong các phòng học cũng bị hư hỏng. Do cơ sở vật chất bị hư hỏng, toàn bộ 263 học sinh của trường phải nghỉ học. Lực lượng chức năng huyện Phú Vang đã hỗ trợ trường học khắc phục hậu quả để các em sớm được trở lại trường. Ông này cho biết trường đang phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả của dông lốc, cố gắng để học sinh nhà trường có thể quay lại lớp học tập sớm nhất. Tại thị xã Hương Thủy, dông lốc tối cùng ngày cũng làm nhiều cây xanh bị gãy đổ. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tổ chức dọn dẹp, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Sau những ngày nắng nóng gay gắt, khoảng 15 giờ chiều qua, một trận mưa khá lớn cũng đổ xuống nhiều địa bàn ở khu vực phía tây thành phố Hồ Chí Minh như huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, phía đông như thành phố Thủ Đức, khiến không khí trong lành mát mẻ. Theo đó, chiều qua tại một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ xuất hiện mưa lớn, nước chảy nhiều trên đường. Qua ghi nhận khoảng 14 giờ cùng ngày, khu vực vùng ven thành phố như thành phố Thủ Đức giáp danh với tỉnh Bình Dương và khu vực tây bắc thành phố Hồ Chí Minh như huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi bất ngờ có mưa to nặng hạt. Cơn mưa bất chợt khiến nhiều người đi đường bị ướt vì không kịp mặc áo mưa. Cơn mưa kéo dài khoảng 15 phút với lượng mưa nặng hạt khiến người dân vui mừng vì được giải nhiệt sau hơn 2 tháng nắng nóng gay gắt. Anh Trần Kiên, huyện Hóc Môn vui mừng chia sẻ, mặc dù bị ướt khi đi trên đường Đặng Thúc Vịnh, nhưng thấy vui vì được giải nhiệt, không còn oi bức như buổi sáng và trưa. Mưa to khoảng 15 đến 20 phút thì tạnh, sau đó trời cũng mát mẻ hơn, cảm giác thật sảng khoái trong người. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và ảnh định vị xét cho thấy, mây dông đang phát triển, gây mưa rào trên khu vực tỉnh Đồng Nai.
Những khối mây này có xu hướng phát triển và mở rộng về phía khu vực thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, gây mưa cho khu vực này. Ngoài ra, khối mây dông trên khu vực Củ Chi tiếp tục phát triển thêm và gây mưa cục bộ. Qua ghi nhận cơn mưa khoảng 14 giờ, lượng mưa phổ biến từ 5 đến 10mm. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, theo thông tin cập nhật mới nhất từ giới chức Brazil, thảm họa mưa lớn và lở đất tại miền nam nước này đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và 60 người mất tích tính đến ngày 3 tháng 5. Bang Rio Grande do Sul của Brazil đang phải đối mặt với thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử. Thiên tai đã ảnh hưởng đến gần 150 đô thị trong bang, khiến gần 10.000 người phải đi sơ tán. Hiện toàn bộ khu vực dân cư ở Rio Grande do Sul đã bị cô lập do những cơn mưa dai dẳng phá hủy cầu và đường xá, khiến các thị trấn thậm chí không có dịch vụ điện thoại hoặc Internet, hàng trăm nghìn người không có nước sạch, trong khi các lớp học trên toàn bang bị đình chỉ. Phó thống đốc bang Gabriel Souza ước tính thiệt hại trong thảm họa này lên tới 20 triệu đô la Mỹ. Trong buổi làm việc với thống đốc Reite cùng các quan chức khác để nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, Tổng thống Lula da Silva cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để giảm thiểu thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt gây ra tại bang này. Chính quyền trung ương đã huy động 12 máy bay, 45 phương tiện và 12 tàu thuyền cùng 626 binh sĩ để giúp thông đường, phân phối lương thực, nước uống, đệm và dựng lều cứu trợ. Trong điều kiện thời tiết mưa lớn vẫn tiếp diễn, dự báo nước sông Guaiba, con sông chính của bang, vốn đã tràn bờ ở một số khu vực, sẽ dâng lên mức cao kỷ lục 4 mét vào ngày 3 tháng 5. Chính quyền bang kêu gọi người dân tránh xa các khu vực dọc theo đường cao tốc của bang do nguy cơ lở đất và những người sống gần sông hoặc trên sườn đồi nên di dời. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News đến đây tạm dừng. Kính chúc quý vị có ngày làm việc mới vui vẻ và an lành.